16 âm lịch, tức là 18 tây tháng 9, rùa đuôi cá sấu ăn cơm. Ăn cơm, cơm nấu như cháo, cá rất ngon. Ở phía trên một cụ rùa rất đẹp, cái đầu là màu trắng, mu rùa rất đẹp. Rùa đuôi cá sấu thì thích ăn cơm ăn cháo như thế này. Kìa, ăn kia mà một phần ăn nữa đó. Ăn đi nữa không? Cổ dài đó, cái cổ, đưa cái cổ dài ra luôn. Hồ nước để tắm nhà mình đây. Nhưng mà rùa đầu trắng này hay à, nó chủ đứng trên cái góc hồ, cái góc hồ mà nó leo sao nên nó không té xuống. Nó nghe nói nó nhìn đó. Trong một thảo cầm viên nho nhỏ, chắc là sẽ giúp dọn vệ sinh chỗ này cho sạch sẽ lại tí. Hai cái mù rùa khác nhau, rùa đuôi cá sấu đầu to cổ dài, rùa này đầu trắng mà cái mu đẹp quá đẹp. Mọi người biết cái cụ rùa này tên gì giúp cho Minh Dũng với nha, không biết tên tên gì, gọi tên gì luôn, quay video mà không biết nó tên gì luôn. Ăn nữa đi, ăn xong thì bò vô hồ lại. Ăn ít có vậy. Sẽ để một cái đĩa này để cho người ta đổ cơm đổ cháo luôn cho nó sạch sẽ hơn, vậy hơi mất vệ sinh quá. Nghe nói ngóng cái cổ ra hả? Cái đầu trắng trắng. Hai loài rùa khác nhau. Ăn nữa đi con, ăn nữa đi nè, đầu nước thầy cổ ra đó, quay lại rồi ăn no thì ăn nữa, thì ăn còn không bơi vô hồ ngâm mình. Cái đuôi nó mất tiêu rồi, ăn nữa đó, cái đuôi đó, cái đuôi rùa đuôi cái sáu, cái đuôi đó. Cổ dài đầu to, đó cái đuôi dài đó, giống như lội với bùn vậy này. Nói với mấy người cho ăn, người ta sẽ dọn vệ sinh sạch sẽ chỗ này lại. Đuôi to dài đúng là đuôi cái sấu luôn. Này này rất là thản nhiên, yên bình. Ăn nữa ha. Tìm cá, tìm thịt ăn, ăn cá thịt trước rồi mới ăn cơm ăn cháo. Đuôi dài khoảng mười mấy cm á. Sao ăn no rồi bò vô hồ lại hay sao đây nè, sát rồi nè, thò thò đầu ra, cổ dài ra, mắt nhỏ xíu à, mắt phía mắt thì nó lồi ra mà cái tròng mắt nhỏ xíu à. Sao đây, sao nằm im vậy, nói tới cái thục đầu vô rồi nghe tiếng động, nghe hơi á, cho nghe, nghe ăn nữa hả, ăn nữa đi.
Này còn to lắm, đây là chưa to lắm. Đấy, rỉa cơm, rỉa cháo, rỉa thịt, rỉa cá đó, rỉa ngay miếng cá luôn. Khôn lắm, biết lựa cá ăn luôn. Lò đầu lại nè, đó. Đầu lò nó chút xíu mà. Ta nuôi chung vậy có khi nào nó hai con này phối đẻ ra chắc đẹp lắm á. Cụ rùa này thì không không có nằm trong nước, cạnh nước chứ không có xuống nước. Mấy lần thấy như vậy á, ăn nhiệt tình chứ gì không. Có lúc thấy cho ăn rau, ăn rau cũng ăn, ăn bắp cũng ăn, ăn chuối cũng ăn, mà cơm nấu cá nấu thịt này thấy ăn thường là ăn liên tục. Này dọn sạch sẽ ra lại, lấy một cái đĩa to rồi đổ cơm đổ cháo vô thì thấy nó gọn gàng này nè, thấy hơi bị dơ quá. Ăn nữa ha. Này con nào cũng mập nặng lắm, con mấy ký á, chưa kích con này đón phải một con mấy ký á. Này cái mua đẹp quá, quá đẹp, không biết rùa này tên gì luôn, ai biết cơm măng hay là cho Minh Dũng biết, thấy mà không biết tên rùa gì. Cái đây là đuôi cá sấu đây. Lắm chịu ăn lắm đó, cứ cứ mổ ăn vậy đó, từ từ tốn ăn vậy đó. Rồi cảm ơn đã xem video Minh Dũng quay được.